Dạ vâng, xin chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Vua Hoàng Nhật. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một chiếc xe BNC mang thương hiệu của Italia xuất Nhật. Và chiếc xe này thì đã qua sử dụng tại thị trường Nhật các bác. Vâng, em sẽ quay về chi tiết cho các bác hiểu sâu hơn về một chiếc xe thể thao Touring, một dòng xe mang thương hiệu của Ý các bác nhá. Vâng, chiếc xe này là chiếc xe Roma 3 các bác, Roma 3. Sơn của xe là sơn zin đầu xe các bác nhá, sơn màu đen kết hợp cho các bác màu vàng rất là sáng và đặc biệt hơn nữa thì rất là khôn chiếc xe các bác nhá. Vâng, khung nhôm và càng nhôm các bác, khung nhôm càng nhôm, mã số xe là A160. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp. Đấy, BNC các bác nhá. Vâng, càng trước là càng nhôm, Mayer của xe là Mayer Shimano, Mayer nhôm zin đầu xe các bác nhá. Vành là vành nhôm, nan hoài inox chân đồng, lốp là lốp Palalaser lốp 700x28 các bác này, 700x28 và lốp zin đầu xe các bác nhá. Phanh là phanh chữ V Techo. Đấy, tất cả tem mác của xe là zin đầu xe, bu tăng ghi đông nhôm các bác nhá. Đấy, phanh là phanh tay phanh của Avic này các bác này. Đấy, tất cả tay nắm này cũng là tay nắm zin theo xe của BNC các bác nhá. Đấy, về bộ chuyển động của xe là 8 líp các bác nhá, 8 líp và 3 đĩa các bác này, 8 líp 3 đĩa bu tăng ghi đông nhôm. Đấy, tay bấm xả cũng là zin theo xe các bác nhá. Một chiếc xe rất là đẹp. Có lắp thêm cho bác một chiếc phản quang trước các bác nhá. Đấy, và phần xe thì các bác nhìn thấy phanh trước và phanh sau đều là phanh chữ V rất đẹp, tay nắm trái phải đều zin theo xe. Về bidan cũng là bidan zin các bác nhá, bidan zin theo xe và đùi là đùi nhôm các bác nhá. Đấy, đùi nhôm. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp. Lốp sau cũng là lốp zin, bị chân trống cũng là chân trống zin theo xe. Về Mayer sau cũng là Mayer của nhà Shimano các bác nhá, phanh sau cũng là phanh chữ V Shimano. Một chiếc xe rất là đẹp. Cái bộ chuyển động của xe là Shimano Atut các bác nhá, 8 líp và 3 đĩa các bác, 2 4 6 8 líp, 3 đĩa. Đấy, về lốp sau cũng là lốp Palalaser 700x28 các bác nhá. Đấy, tay đề vào bộ bóng gạt đĩa của nó cũng là zin theo xe cũng 100%. Bị đàn trái phải đều zin theo xe và tất cả đùi của nó là đều là đùi của Shimano các bác nhá. Vâng. Chiếc xe này thì cái chiều cao của bác lên cho em là 1m70 đến 1m8 các bác nhá. Thì bác lên được chiếc xe này rất là đẹp. In cũng là in zin. Vâng, giá bán thì chiếc xe này em đang chào bán với giá là 13 triệu đồng, em bao phí vận chuyển đến tận nhà các bác. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra xe trước khi các bác thanh toán cho cửa hàng bên em. Một chiếc xe rất là đẹp, bản của xe là bản Roma 3 các bác nhá, BNC, thương hiệu của Ý. In này cũng là in zin rất là êm các bác nhá. Đấy, in rất là êm. Và bên em có lắp thêm cho bác một cái chắn bùn lá lúa phía sau và một chắn bùn lá lúa phía trước thôi các bác. Còn xe thì full đồ zin theo xe 100%. Đấy, bác nào quan tâm đến dòng xe này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em để bên góc màn hình. Số 0987199311 hoặc 0909999083. Vâng, giống đứng con này là giống đứng 57 các bác nhá. Đấy, giống đứng 57 cm. Đấy, các bác cứ lên cho em chiều cao từ 1m70 trở lên các bác nhá. 1m70 trở lên đến 1m8 là đẹp nhất các bác. Một chiếc xe nguyên bản, một chiếc xe rất là đẹp, một chiếc xe khung nhôm càng nhôm về bu tăng và ghế đông nhôm. Với chiếc xe này với giá là 13 triệu đồng em bao phí vận chuyển rồi các bác nhá. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Bác nào quan tâm đến dòng xe này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em và có Zalo luôn các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong video lần sau. Xin chào các bác.